và ngày hôm nay hãy chia sẻ cho các bạn đó là món nước đậu rang. Như là được rồi mẹ hả? Thái Hải professional không mọi người? Hello mọi người, xin chào mọi người, lại là Ocean đây. Và ngày hôm nay thì Ocean sẽ chia sẻ cho các bạn về một loại thức uống ở quê của Hải thường cho các người bạn không thể ăn được các loại thức ăn và dùng thức uống này để thay thế cho thực phẩm hàng ngày. Thì ngày hôm nay hãy chia sẻ cho các bạn đó là món nước đậu rang. Và chúng ta bắt đầu thôi nào. Let's go. Và đây là thành phần chính ngày hôm nay để Hải làm thức uống. Đây là Hải chuẩn bị một ít nếp. Thì nếu như mọi người không có nếp thì mọi người cũng có thể dùng gạo. Và Hải chuẩn bị bên này là một cái chảo nhỏ. Và Hải sẽ đổ tất cả hỗn hợp vào bên trong. Và chúng mình bắt đầu đi rang thôi mọi người. Và đây là mẹ Hải, và ngày hôm nay thì mẹ sẽ giúp Hải để rang gạo. Thường thì mẹ chỉ chuẩn bị khoảng 3 đến 4 cây củi để trong quá trình rang gạo mọi người. Thì nếu như mà mọi người dùng quá nhiều củi thì sẽ làm cho gạo dễ cháy á. Mẹ Hải lắc đều á để cho tất cả các hạt gạo và hạt nếp được đều màu với nhau. Và mọi người nhìn thì mọi người thấy là hạt gạo và hạt nếp dường như đã chuyển màu sang màu vàng. Mình sẽ đi gần để mọi người được nhìn rõ hơn. Nó đã chuyển màu từ màu trắng sang màu vàng. Và khi mà vàng hơn một chút nữa thì các bạn đã hoàn thành được quá trình rang gạo. Mọi người sẽ luôn lắc đều để cho gạo và nếp được đều màu hơn. Và bây giờ khi mà gạo và nếp chuyển màu vàng thì các bạn không cần lửa nữa, chỉ các bạn dùng than để làm nóng nó thôi. Như là được rồi mẹ hả? Thái Hải professional không mọi người? Ở quê thì mẹ hay dùng miệng để thổi á, hoặc là mọi người dùng cái ống thổi lửa này để thổi. Và bây giờ Hải sẽ chuẩn bị một cái ấm đổ nước sôi nguội vào. Và bây giờ mẹ sẽ giúp Hải để đổ tất cả các loại gạo mà mẹ đã rang vào bên trong. Và mình sẽ tiến hành nấu. Mình sẽ bắt đầu nấu cho đến khi mà hột gạo tơi ra, mềm đi và tơi ra. Sau đó mình sẽ lọc và lấy nước cốt của nó để uống mọi người, thay cho nước lọc bình thường. Và đây là phần nước Hải đã lọc xong. Và đây là phần xác, phần xác, phần tơi của nếp mọi người. Và các bạn thấy thì đây là nước có màu trắng đục. Và để uống nó thì mọi người chỉ cần để nguội thôi, hơi ấm một chút để mọi người uống cho nó ấm bụng á. Và để thay thế cho thực phẩm hàng ngày, nếu các bạn không có thể ăn được có loại thực phẩm nào thì đây là một loại nước rất là hữu ích và ở quê Hải thường đa số mọi người dùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cách làm của Ocean ngày hôm nay nha. Ocean hy vọng đây là một mẹo vặt nhỏ để các bạn sử dụng cho sống hàng ngày của mình. Và đừng quên nhấn nút like, share
hãy comment kênh Human Channel để các bạn có thể tìm hiểu về Ocean nhiều hơn, về cuộc sống xung quanh của Ocean. Và hãy và Ocean hy vọng là Ocean sẽ mang đến những điều mà hữu ích giúp cho các bạn. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.